Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ đi sử thi huyền thoại cái con Athen các bạn. Tại vì bên server test của mình không có cái con Athen, do đó mình không có đi cái sử thi huyền thoại xung quanh cái con Athen được. Cái đó thì mình sẽ làm ở bên server chính luôn nha. Cơ bản thì đây là video vừa hướng dẫn vừa đi tìm hiểu của mình. Đầu tiên thì có vẻ là chúng ta sẽ nói chuyện với con Athen trước các bạn. Ủa, cái này nhìn nó quen quen ta. Hơi giống với một hành trình kỳ quan cái con Then thức tỉnh mình đã thấy trước đây các bạn. Rất giống hành trình kỳ quan của con Then thức tỉnh nha. Không biết có giống hay không các bạn, nhìn nó y xì xì luôn á, chả khác gì mấy. Nhưng mình tin chắc cái này thì quái sẽ rất là khó các bạn. Nó không có dễ giống như là cái đợt hành trình kỳ quan trước, mình nghĩ là vậy. Rồi, Then đã nói chuyện với nữ tư tế. Rồi, chúng ta có một Then trong túi đồ. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Cơn gió trỗi dậy. À, nó y xì xì luôn các bạn. Khác gì đâu. Ồ, chúng ta có thể hủy được hàng rào nè. Về cơ bản thì mình nhận thấy nó không khác gì so với cái hành trình kỳ quan của con Athen hết các bạn. Có vẻ như nó là giống rồi. Mình có thể bỏ qua được không? Ồ, chúng ta không thể bỏ cái con Athen ra nha. Nó có một xíu điểm khác là các bạn không thể bỏ cái con Athen ra được. Thì chúng ta không thể bỏ con Athen ra. Rồi mình có cái con Rem với lại con Abel xích 40 ha. Còn rất là nhiều tướng cần phải lên xích 40 nữa các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi cày bên quanh và chúng ta kiếm mấy cái rương này trước. Rồi chúng ta bắt lại với mạch truyện chính nào. Cái sử thi huyền thoại của con A Phượng thì được làm khá là chỉnh chu. Quái rất là khó. Không biết cái chúng ta có cái quái khó của con Athen không nha. Nói chuyện với bàn tài lửa xem sao các bạn. Ồ, chúng ta phải kiếm ngọn lửa tinh khiết mới thắp sáng được cái đường đi này. Và cái này chúng ta sương mù mù đen chúng ta không thể xua tan. Để xem thử đi chỗ này hiện tượng gì xảy ra. Ok, không có, chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi. Đi qua thì nó bị sụp. Và bị bàn tay lửa nó ngăn lại các bạn. Ủa rồi, tìm cách trốn thoát kiểu gì? Bị kẹt luôn hả ta? Ồ, con Phượng đã xuất hiện các bạn. Ok, Phượng đã xuất hiện. Và nói chuyện với ta linh các bạn để cho ta linh đốt cháy cái bàn thờ lửa này. À, chúng ta có thêm cái con Matria nữa kìa. Rồi, ta linh đã gia nhập đội thì chúng ta sẽ đốt được cái này lên. Cơ bản thì cái đây nó như cái hành trình kỳ quan lúc mà cái con Athen ra mắt luôn các bạn. Mang tiếng là sử thi huyền thoại chứ nó là cái hành trình kỳ quan lúc mà con Athen ra mắt luôn rồi. Mình còn nhớ rất rõ đợt cái con Athen ra mắt. Không khác gì so với thế này cả.
Ok, bên đường này đã tất cả đã bị chặn thì chúng ta sẽ di chuyển sang đây. Chúng ta sẽ dùng lửa của Phượng Hoàng để đốt cháy lên những cái này. Rồi, chúng ta di chuyển qua đây. Rồi chúng ta sẽ qua khu vực bên kia các bạn. Có điều thì trong cái hành trình kỳ quan này nó bắt buộc phải xài cái con tướng mà game cho. Như là ở đây chúng ta có con Phượng, ở đây chúng ta có con Athen. Kiểu vậy các bạn. Bắt buộc phải xài tướng. Rồi, mình sẽ di chuyển sang khu vực bên này. Rồi, với sức mạnh của lửa thì chúng ta sẽ tan chảy được cục băng. Tất nhiên rồi các bạn. Chúng ta mang trong mình sức mạnh của Talon, các bạn thấy ha. Cái con Talon nó chiếm mất một slot của cái con Waken Athalia. Bắt buộc phải xài những cái con tướng mà game cho các bạn. Ồ. Có vẻ như bản làm lại này độ khó của những con tướng là có các bạn. Sương mù màu đen chúng ta không thể xua tan nha. Chúng ta không thể xua tan sương mù màu đen. Vậy khu vực trên kia là chúng ta không thể tiếp tục đi rồi. Mình sẽ di chuyển sang khu vực tới đây. Chúng ta đang nói chuyện với già làng A Đình. Rồi chúng ta còn rất là nhiều khu vực khác. Để mình xem các bạn, có vẻ như là cái... Đúng rồi. Với các bạn làm lại này quái nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nhìn tụi nó lực chiến 30 tỷ là thấy lực rồi đúng các bạn. Rồi, khu vực này cũng đã bị sương mù màu đen chắn lối. Chúng ta sẽ di chuyển sang bên này. Có một vùng đất bên này đang đang trống các bạn. Có vùng đất bên bên này đang trống thì mình sẽ di chuyển sang bên đây. Quái là khá nhiều ha. Rồi, chúng ta lượm được cái bút rất là xịn. Đó là tử thần. Cái bút đó là đối với acc newbie thì nên tìm cái bút tử thần đó các bạn. Tại vì khi mà các bạn có cái bút tử thần đó, các bạn có thể spam cái con A Phượng được. Nếu mà thiếu tướng chúng ta spam A Phượng để chúng ta xúc được các bạn. Rồi, chúng ta chọn bạn nào mà chơi A Phượng thì chúng ta chọn lớp tướng thông minh nè. Lớp tướng thông minh nè để chúng ta gây thêm sát thương. Bào máu cho tới khi mà nó nụ được các bạn. Rồi chúng ta sử dụng bàn thờ lửa để chúng ta đốt lửa lên. Rồi chúng ta di chuyển sang khu vực sa mạc. Rồi chúng ta sẽ hội ngộ với Baden các bạn. Baden và Respawn. Cơ bản thì cốt truyện của nguyên tố ha các bạn ha. Đây là cốt truyện của nguyên tố. Sự ổn định của năm cái loại nguyên tố nè. Rồi chúng ta sẽ giải cứu Baden và Respawn. Rồi mình cứ tiêu diệt một ải, số ải còn lại thì con Baden với lại Respawn nó sẽ siêng sạch nha. Đó có cái bút tử thần nó đã ghê các bạn. Rồi, bây giờ Then nó đã lên dạng Awakening. Ồ, chúng ta lắp được hai con cùng lúc cho team kìa. Ảo ma Canara thực sự luôn á. Có vẻ như đó là một cái lỗi gì đó thôi các bạn. Chúng ta đã bỏ qua. Lắp cùng lúc cái con Then với lại Athen vào chung một team. Rồi số còn lại cái con Baden nó sẽ xiên. Mình chỉ cần đập một cái ải ở trên. Còn lại Baden làm hết các bạn. Athen thức tỉnh nhưng mà Baden thức tỉnh nó còn mạnh hơn cả cái con Athen. Athen là tuổi gì so với con Baden các bạn ha. Rồi xiên hết luôn nè. Nói chung là cả hai người cùng hợp sức các bạn.
Rồi, đã dọn dẹp xong. Chúng ta sẽ nói chuyện với Respen và Baden. Và chúng ta đã có một cái rương kim cương đầu tiên ở đây nha. Rồi, chúng ta đã nhận được phần thưởng cuối, đó là 10 Vaden cùng với cái huy hiệu của con Ten. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần đi nhặt. Chúng ta chỉ cần đi nhặt những cái rương vàng là đủ các bạn. Chúng ta chỉ cần đi nhặt rương vàng. Về cơ bản thì đây là một hành trình kỳ quan không khó các bạn. Ta sẽ lắp luôn cả 5 con Awakening vào. Lắp 5 con Awakening vào cho nó chiến mấy con kia các bạn nha. Atha của mình đã ở dạng hồi sinh. Không biết là qua cái trận chiến này nó có hẹo luôn không các bạn. Rồi, mình sẽ thổi cái đây. Chúng ta có sức mạnh của Athen là chúng ta có thể thổi tan được sương mù. Tại vì Athen của chúng ta là mang sức mạnh của gió các bạn. Ồ, không đai, không đai, không đai, vẫn còn. Cơ bản thì bài quái cũng không mạnh lắm ha. Hay là do tài tướng của mình ung thư quá các bạn. Ồ, cái cổng người thú này nó để chữ sắp ra mắt và chúng ta không thể di chuyển được vào đây. Không cho qua thì thôi. Nói chung là cái cổng người thú đó là cái sức mạnh của đất đó các bạn. Là tới cái cốt truyện của A Sư thức tỉnh thì nó sẽ mở khóa cái đó nha. Còn hiện tại thì chưa các bạn. Đó là cái cốt truyện của con A Sư thức tỉnh các bạn. Ồ, có vẻ như lắp 5 con Awakening này mình xài cái năng Awakening nó bị sai hay sao. Cảm giác nó yếu ghê. Không biết là đang xài cái năng Awakening của Ten hay là của Phượng mà nó yếu vậy nữa. Rồi, công việc của chúng ta là đi xua hết tất cả mọi đám mây này. Sau đó chúng ta nhặt full rương vàng là chúng ta xong cái sự thi huyền thoại này. Xem chọn kỹ năng Awakening của ai biết mà. Lựa kỹ năng Awakening của Phượng, phế thì thôi rồi các bạn. Lấy của Atha, Asi, em của Abel cho mạnh. Abel ở đây không có đứa nào boost, không có khứa nào boost năng lượng nữa. Nó cũng chẳng có boost thần hỏa phụ thể được cho team nữa. Lừa qua Abel một cái team mình đi sạch luôn mới ghê chứ. Lấy của Atha đi. Không lấy AC nó rút hồn cũng được các bạn. Cơ bản thì bài quái nó cũng khó đó. Nhưng mà không làm khó nổi chúng ta ha các bạn ha. Rồi, chúng ta chỉ còn vài rương vàng cuối cùng thì mình sẽ đi clear hết luôn nha. Nói chứ bỏ mấy cái con support vào nhiều khi thấy nó còn mạnh hơn là chúng ta bỏ vào những cái con tướng tương tự như thế kia. Bỏ Libeta vào để cho nó chia máu rồi nó hồi máu rồi nó đặt cầu nó đối phương. Có vẻ ngon hơn và dễ ăn hơn rất là nhiều so với là việc bỏ full tướng ở Awakening các bạn. Cứ cho những cái con tướng ung thư vào là ngon nhất. Rồi, chúng ta đi xua mây và chúng ta clear thôi. Ok, về cơ bản thì hướng dẫn cái sự thi huyền thoại Athen đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Nói chung là nếu mà bạn nào đang gặp khó trong việc là đánh ải á, các bạn ráng tìm cây bút, gọi là cây bút thần chết đó các bạn. Thần chết giống như mình đã có, cây bút đó thì xài đi rất là ngon. Còn nếu mà bạn nào tướng mạnh á, thì không quá cần thiết đâu. Tướng mà mạnh và nhiều tướng giống như mình thì cũng không quá cần thiết đâu các bạn. Còn nếu như mà ít tướng á, thì các bạn ráng tìm cây bút thần chết giống như mình vừa rồi. Thì các bạn đi sẽ rất là tiện và rất là dễ đi. Tại vì khi đối phương nó rơi vào một ngưỡng máu tử thì thần chết sẽ xuất hiện và gặt lấy linh hồn của tụi nó. Như vậy thì các bạn sẽ rất là khỏe. Được cái là chúng ta sẽ spam con Phượng với con Ten liên tục được để thể bào máu đối phương.
Ok rồi, để mình kiểm tra thử chúng ta đã hoàn thành 100% chưa nha. Ồ, 93 phẩy mấy, còn một cái rương cuối cùng. Để xem thử nó nằm ở đâu. À, mình nhớ rồi, cái rương cuối cùng hình như nó nằm đâu, chỗ cái... Ở đây. Nằm góc này các bạn, không thấy luôn. Chúng ta còn một cái rương vàng cuối cùng nó đang núp trong một cái góc nhỏ trong tim ha. Chúng ta sẽ đi tìm và xúc nó. Rồi, quên bỏ Atha vào rồi, không sao các bạn. Cái con Libe thì mình dư sức clear nguyên cái đám kia. Ok rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay đừng quên like, subscribe cũng như nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.